Các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi Quốc hội bảo vệ sự sống. Ngày 24 tháng 6, 2022, Tòa án tối cao Hoa Kỳ ra quyết định bãi bỏ phán quyết Roe chống Wade ban hành năm 1973 cho phép phá thai. Các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi Quốc hội tận dụng thời điểm đầy hy vọng này để cùng làm và bảo vệ nhân phẩm, mang đến một cơ hội lịch sử để định hình lại xã hội tốt đẹp hơn. Trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Hai 1 tháng 8 2022, các giám mục Hoa Kỳ bày tỏ lo ngại vì kể từ khi Tòa án tối cao đưa ra phán quyết trên, Quốc hội đã có các đề xuất lập pháp làm lại công ích và không thực hiện bất kỳ hành động nào đối với các biện pháp mà Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã tán thành và tiếp tục hỗ trợ nhằm giúp xây dựng một nền văn hóa sự sống. Các giám mục cho rằng việc định hình lại xã hội phải bắt đầu từ việc nhìn nhận cuộc sống con người là một hồn ân vô giá của Thiên Chúa với quyền bất khả nhượng đối với sự sống xứng đáng được bảo vệ đầy đủ về mặt pháp lý. Đặc biệt các giám mục đề cao gia đình, khẳng định gia đình được hình thành dựa trên tình yêu và hiến thân cho nhau của vợ và chồng, là nền tảng đầu tiên của xã hội và nuôi dạy con cái, vừa là ân ban tuyệt vời vừa là trách nhiệm suốt đời. Các giám mục lo ngại rằng sau phán quyết của tòa tối cao, các thành viên của Quốc hội đã tập trung vào hoạt động hành pháp với nhận định rằng trước khi sinh ra, cuộc sống của trẻ em không có giá trị, tách mối liên hệ giữa tình dục và hôn nhân khỏi ý nghĩa của chúng, khuyến khích sử dụng con người như những phương tiện để đạt được mục đích và tước bỏ quyền phản đối lương tâm của những người phản đối những đặc điểm của văn hóa vứt bỏ. Cuối cùng, Hội đồng Giám mục nhắc lại rằng học thuyết xã hội công giáo đã chỉ ra con đường dẫn đến một nơi tốt đẹp hơn, một xã hội được đặc trưng bởi công lý, hỗ trợ lẫn nhau, văn minh, tình bạn, lòng thương xót và tình yêu, và chính Quốc hội phải đi đầu dẫn xã hội đến nơi này.